Con chào tất cả các con. Rất vui khi được gặp các con trong video chia sẻ về kiến thức trọng tâm trong chương trình toán lớp 3. Cụ thể hơn là trong giai đoạn giữa học kỳ 1 này nhé. Có bạn nào nhớ được là trong giai đoạn giữa học kỳ 1 này chúng ta đã được học những chủ đề chính gì không nhỉ? À, chúng ta sẽ liệt kê theo chương. Thứ nhất là ôn tập và bổ sung kiến thức lớp 2. Tiếp theo, phép nhân, phép chia trong phạm vi 1.000, chính xác. Vậy với cái phần ôn tập và bổ sung kiến thức lớp 2, các con cần phải nhớ được các kiến thức trọng tâm là gì. Thì bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đi liệt kê nhé. Kiến thức trọng tâm đầu tiên các con cần phải ghi nhớ đó là đọc, viết, so sánh, sắp xếp các số có 3 chữ số. Vậy với cái kiến thức trọng tâm này khi áp dụng vào bài tập cụ thể thì các con hãy nhớ và liệt kê giúp cô xem là các câu hỏi thường xuất hiện trong dạng này là gì. Có thể là yêu cầu đọc các số sau, hay viết các số sau, hay so sánh các số sau. Và trong phần so sánh có thể là gì? Điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vào ô trống. Về phần sắp xếp, có những yêu cầu như sắp xếp các số sau theo thứ tự từ nhỏ tới lớn hoặc từ lớn về nhỏ, phải không các con? Một cái kiến thức trọng tâm vô cùng đơn giản, vô cùng dễ nhớ, nhưng các con khi làm bài tập thì lưu ý càng cẩn thận thì càng tránh được sai sót nhé. Với cái ý thứ hai, kiến thức trọng tâm thứ hai là thực hiện phép tính cộng, phép tính trừ số có 3 chữ số. Và trong phần thực hiện phép tính cộng, phép tính trừ thì có thể có hai loại là cộng trừ có nhớ hoặc cộng trừ không có nhớ. Và khi áp dụng vào bài tập thì thường các câu hỏi sẽ đề nghị chúng ta làm gì các con? Có thể đề nghị chúng ta là tính hoặc đặt tính rồi tính, hay tính giá trị của biểu thức, hay thậm chí là tìm x. Đúng rồi đấy. Với kiến thức trọng tâm thứ ba là thực hiện phép tính nhân chia. Nhân chia khi mà chúng ta đã được học bảng nhân, bảng chia cho 2, cho 3, cho 4 và cho 5. Và ở đây những câu hỏi cũng thường gặp tương tự như trên, như tính, đặt tính rồi tính, tính giá trị của biểu thức hoặc là tìm x, phải không nào? Với cái kiến thức trọng tâm tiếp theo mà cô muốn nhắc tới ở đây là một kiến thức vô cùng quan trọng. Quan trọng không chỉ ở trong giai đoạn này mà kể cả ở những chương tiếp theo nữa. Đó chính là giải bài toán có lời văn. Và giải bài toán có lời văn ở đây chỉ xuất hiện là một phép tính thôi. Với một cái dạng bài tiếp theo mà các con cần phải lưu ý kiến thức trọng tâm này chính là tính độ dài của đường gấp khúc. Và các cái dạng bài trọng tâm liên quan tới cái phần hình học, đó là tính chu vi của tam giác hay chu vi của hình chữ nhật. Hoặc là chúng ta đếm xem là hình vuông, hình tam giác trong cái hình vẽ đấy có tổng số hình là bao nhiêu. Và còn một kiến thức trọng tâm nhưng mà vô cùng dễ học bởi vì nó mang yếu tố hết sức thực tiễn, các con có thể học ở bất cứ đâu. Đó chính là xem giờ. Chúng ta xem giờ đúng, xem giờ kém, xem giờ hơn. Đó là những kiến thức trọng tâm trong cái phần 1 này nhé. Vậy thì ở phần 2 chúng ta có những kiến thức trọng tâm gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tiếp nào. Trước đó thì chúng ta được học về bảng nhân và chia cho 2, 3, 4, 5. Thì ở phần 2 này có nhắc tới bảng nhân, bảng chia cho 6, cho 7. Để làm tốt các dạng bài tập thì các con cũng cần phải lưu ý rằng ta phải thuộc và phải ghi nhớ được bảng nhân chia cho 6. Với cái phần kiến thức trọng tâm thứ hai là thực hiện phép tính nhân chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. Khi thực hiện phép tính chia cho số có 1 chữ số, có thể là một phép tính chia hết hay phép tính chia còn dư. Chính vì thế mà sẽ xuất hiện một kiến thức trọng tâm ở đây là tìm số dư trong phép chia. Tiếp theo là kiến thức nữa, tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Có thể là khi chúng ta đọc lên thì chúng ta thấy khó ghi nhớ, nhưng mà khi chúng ta lấy ví dụ ra để chúng ta hình dung được. Ví dụ như là tìm 1/2 của 28 thì các con sẽ đưa về việc thực hiện phép tính đơn thuần, phải không nào? Với một cái kiến thức trọng tâm mà như ở phần 1 cũng đã có nhắc tới ở đây chính là giải bài toán có lời văn. Nhưng cụ thể hơn trong cái phần phạm vi 1.000 này thì có cái giải bài toán có lời văn là gấp một số lên nhiều lần hoặc giảm số đó đi một số lần. Thì gấp một số lên nhiều lần hoặc
giảm một số đi một số lần thì các con sẽ được bắt gặp không chỉ trong chương trình toán lớp 3 mà có thể trong các dạng bài toán lớp 4 hay lớp 5 khi ôn thi vào lớp 6, nên rất là quan trọng cái phần này nhé. Với dạng hình học thì có tìm góc vuông hay góc không vuông trong một hình vẽ, và đại lượng đơn vị đo, chúng ta có đơn vị đo độ dài thì ở đây có dạng bài là đổi đơn vị đo, hay là thực hiện các phép tính với các đơn vị đo, hay là so sánh các số đo. Vậy thì tất cả trên đây là những cái kiến thức trọng tâm trong giai đoạn giữa học kỳ 1 này. Các con hãy ghi lại và nhớ trong quá trình mà chúng ta ôn tập nhé. Chúc các con ôn tập thật hiệu quả. Cô chào các con.